con làm trong môi trường đa quốc gia, ví dụ như một là bây giờ con làm trong đại sứ quán, hai con làm xuất khẩu lao động, thí dụ như vậy đó, cũng đa quốc gia. Nói gì nói cho nó ngắn gọn thôi. Rồi bây giờ muốn phải cư xử như thế nào? Rồi hay có trường hợp là thường xuyên đối diện với phân biệt đối xử, cô lập hay thái độ không thân thiện. Cái này sư thấy những bạn mà đi du đi đi làm xuất khẩu lao động á, thí dụ như đi qua Nhật chẳng hạn, cũng hay gặp trường hợp này lắm. Thì bữa sau nói rõ giùm cái nha, nói rõ giùm cái vô trường hợp cụ thể á, mình dễ giải quyết. Rồi chuẩn bị hết cái nhiệm kỳ 5 năm công Ta tự tác. về Thì bây giờ cái thôi gì, rồi phải đó. làm cái gì, cái Làm cái gì gì hả? gợi ý sự thực tập cho phù hợp. Trong một cái môi trường mà mình nói thẳng ra là gặp những người không thân thiện á, thì chỉ có chú an trú trong tâm từ thôi, ráng thực hành tâm từ, nhìn những người xung quanh á như là thân bằng quyến thuộc của mình, cứ coi như con ruột của mình. Có những người thương mình, thông cảm với mình á, thì cũng có những người chưa có thương, chưa có thông cảm. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ráng ráng thực hành, không thực hành quý vị làm không được. Sư có gặp sư có lần sư nói chuyện một vị là bác sĩ, rồi một vị thì làm chuyên gia công nghệ, tức là lái Grab. Thì sư đề nghị bây giờ cứ mỗi một lần gặp cái vị khách của mình á, rải tâm từ đến với họ, cứ rải tâm từ đến với họ, rồi thì quý vị sẽ thấy được cái sự khác biệt. Và những con người đó họ có thực hành và phản hồi lại, và đúng như vậy, nó có sự khác biệt rất là rõ, là người ta cởi mở hơn và nó thay đổi thái độ. Thành ra vấn đề vẫn là do mình có chịu thực hành hay không. Tôi lấy ví dụ như ai cũng biết á, tập thể dục buổi sáng dành 10 5 10 phút 15 phút tập thể dục buổi sáng nó rất là tốt cho sức khỏe, nhưng mà bao nhiêu người làm, ví dụ như vậy đó. Rồi đối với những ai mà mình thực hiện tâm từ không được á, thì mình có thể khéo léo mình chuyển qua tâm bi. Ví dụ như thương họ, họ cũng có phiền não, chính bởi vì họ có phiền não cho nên họ mới đem cái phiền não đó họ chuyển qua người khác. Hoặc là quý vị thực hành tâm hỷ, tức là gì, nhìn mỗi người á coi họ có cái điểm tốt nào, nhìn vào mặt tốt của người ta, hoan hỷ với mặt tốt của người ta. Thường có khi một cái bức tường 100 viên gạch, 1.000 viên gạch mà có một cái viên nó bị lỗi thì mình cứ để ý vô cái lỗi đó. Còn những cái tốt người ta có khi mình không để ý tới. Hãy đánh giá một cách khách quan, nhìn vào cái điểm tốt người ta thì như vậy nó cũng đỡ được rất là nhiều. Và cuối cùng á, là nếu như không được nữa thì thực hành tâm xả. Thôi, mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Mình có nghiệp của mình, mà họ có nghiệp của họ. Thì như vậy đó, mình cũng không có trách người nọ người kia. Rồi nếu như mà mình đi, mình chuẩn bị mình ra đi, thì coi coi mình có giúp gì được cho người ta hay không thì mình giúp. Còn giúp không được á, thì cũng đừng có để lại những cái sai lầm điều tiếng, để rồi nó lại kết oan trái cho nhau. Đó, giống như thời xưa Đề Quá Tát Tá, tức là Đề Bà Đạt Đa đó, trước khi đi đó, để lại cái oan trái với lại Đức Thế Tôn, rồi thì đời đời kiếp kiếp cứ gặp nhau lại oan trái, cái đó không nên. Thì sư có Xong. Không có gì, nhưng mà cái chuyện mà chúng sanh họ gây phiền não cho mình thì đúng không, nhưng mà mình quên một cái điều, mà cái điều này là mình quên mà nó quan trọng, mình cũng gây phiền não cho ta mà mình quên. Quê có nghĩa là ở đó đó tôi nói nó dây tử với nhau đó, tôi nói sư ơi ủa cho mấy ông này ông làm là mệt quá làm phiền não á, mới nói chỉ chứ ông không gây phiền não cho người ta, có nghĩa là mình cứ tưởng người ta đem phiền não cho mình thôi,
nhưng mà mình quên rằng á, chính bản thân mình cũng đem cho người ta phiền não luôn, cho nên á quề mình làm khổ người ta làm khổ mình thì mình ngược lại rồi bỏ. Cái quan trọng là nào nhiều, người ta cho mình 2 ký mình cũng thấy lợi người ta 500 gram, cho nên á đừng có trách là tại sao người ta nó lại đem phiền não cho mình nha. Nhưng cái khi mà mình ở chút xíu tích đá thì nó là một cái điều bất hạnh, điều thiệt hại. Nhưng thực ra đó nhiều lúc á ở trong bất hạnh nó mới lòi ra cái này mình là như sung sướng quá nhiều khi nó lại là một cái điều ỷ lại. Còn đây là khi mà bạn hết nhiệm kỳ rồi mình về Việt Nam hay là mình đi chỗ khác thì mình nên thực hành 4 pháp chắc cá tăng ít á. Thứ nhất là cư trú thứ chú xứ thích đáng, tức là ở chỗ mà có điều kiện để làm phước để làm thiện. Ví dụ mình về Việt Nam rồi mà ví dụ như mình không có nhà, mình muốn nhà trọ, mình cũng lựa nhà trọ nào đỡ đỡ một chút, cái nhà trọ gần chùa hay là mình vô mình ở toàn mấy ông ăn nhậu không cờ bạc thì thôi, còn là mình mua nhà chẳng hạn. Còn thân cận bậc chân nhân tức là gần gũi bậc hiền trí, mình gần gũi trước mặt cũng được, thì mình gần gũi bằng cách mình qua Zalo, Facebook, Messenger hoặc là qua những bài pháp. Nói chung thường xuyên gần gũi này hỏi pháp tôi nói cho nghe từng cái, nói muốn tiến bộ là phải để cái bậc chân nhân cái nó người trí người họ kiến thức á pháp họ gõ đầu mình nha, nó chơi kêu kiếm tôi gần tôi gõ đau đừng la. Về tự lập trường chân chánh tức là hướng mình theo lẽ chánh, ví dụ ai chu vi thì quy y, ai quy rồi giữ 5 giới, ai giữ giới rồi thì làm cái khác hành thiền vân vân. Rồi thứ tư là từng tạo phước, có nghĩa là làm phước để dành, tức là mình bố thí, mình trai tăng, mình cúng dường để mình để dành phước. Đây là 4 điều gọi là 4 điều tăng ích mà cái người phận sự cư sĩ tại gia phải thực hành. Thì mình về rồi mình đi khỏi cái nơi đó rồi thì mình làm 4 cái này thôi. Thì này nói giống như là để mình thoải mái trước khi kết thúc chương trình, tức là bữa sau á, thứ nhất là đặt câu hỏi mình Nhận thơm rồi. đặt cho nó gọn thôi, đừng có màu mè quá. Cái thứ hai nhưng mà nó phải đủ đủ thông tin. Rồi cái thứ hai đó là mình nói cái gì á, là mình nói đi thẳng vào trọng tâm. Xử lý ví dụ như có người họ nói cái nghề của họ đó, họ nói làm chuyên gia kết nối linh kiện kim loại bằng công nghệ nguyên tử, ghê gớm không, bằng công nghệ quang học nguyên tử. Hỏi rốt cuộc anh làm nghề gì? Làm nghề thợ hàn. Đó. Còn anh định kêu ảnh khảo sát địa chất và khảo sát địa địa chất và công trình ở của bằng thiết bị cơ giới đó. Bạn lúc cuộn làm cái gì? Làm cái nghề máy ủi máy xúc. Thì anh làm ơn làm phước là nói thẳng ra giùm tôi cái nha, để đi vào trường hợp cụ thể tôi biết đường mà tôi khuyên. Chứ còn mà anh cứ cứ nói bóng nó gió nó trên mây á, nhiều lúc nó cũng kẹt lắm. Muốn sự trả lời á, trả lời đi thẳng vào vấn đề, trả lời cho nó dễ hiểu thì mình hỏi nó cũng phải dễ hiểu. Hỏi trên mây tới hồi sự trả lời trên mây ráng chịu nghe. Rồi thôi hết. Và mong là cái buổi vấn đáp hôm nay sẽ giúp ích được quý vị.